việc giá gạo liên tục nhảy múa trong những ngày vừa qua khiến cho nhiều tiểu thương đứng ngồi không yên và đối mặt với nguy cơ phải bù lỗ. Là tổng đại lý gạo được 13 năm, đây là lần đầu tiên chị Lê Thị Phúc, Hà Nội thấy giá gạo tăng chóng mặt như vậy. Chị cho biết, thời điểm trước dịch Covid-19, giá gạo cũng tăng nhưng không đáng kể. Đến bây giờ, giá gạo đã tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm này, giá gạo mỗi ngày mỗi khác. Có thời điểm, chị phải gọi cho đối tác trong Nam để lấy gạo. Ban đầu, họ báo giá là 15.000 đồng trên 1 kg, nhưng chỉ 30 phút sau, họ lại báo giá gạo tăng lên 15.500 đồng trên 1 kg, thậm chí cao hơn. Trong khi đó, với những khách quen, đại lý gạo của chị Phúc không dám lên giá vì sợ mất khách. Hiện tại, mỗi một tạ gạo chị phải bù lỗ 70.000 đồng. Chị tâm sự cũng không dám nhập nhiều vì nếu giá gạo thời gian tới chững lại hoặc xuống thấp, không ai bù lỗ cho tiểu thương, không chỉ giá gạo tăng cao. Theo chị Phúc, việc nhập gạo từ miền Nam về Hà Nội cũng rất khó. Nhiều đối tác của chị cho rằng, hiện nay các đơn hàng gạo xuất khẩu gia tăng rất cao, cho nên họ ưu tiên các hợp đồng xuất khẩu gạo giá cao, ít bán cho tiểu thương trong nước. Hôm ngày 6 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký chỉ thị 24 về đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo. Chỉ thị đưa ra trong bối cảnh một số địa phương có hiện tượng mua gom lúa, gạo ồ ạt, gây mất cân đối, cung cầu cục bộ, đẩy giá mặt hàng này trong nước ly cao bất hợp lý. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các bộ địa phương ra soát quy hoạch vùng trọng đảm bảo mục tiêu sản xuất trên 43 triệu tấn lúa một năm. Bộ này cùng Bộ Công thương các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường gạo khu vực, thế giới, tình hình sản xuất, sản lượng lúa, gạo theo từng chủng loại mùa vụ trong năm để cân đối nguồn lúa, gạo phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, cân đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, nhà khoa học hàng đầu về lúa gạo cho biết, sở dĩ giá lúa gạo tăng cao vì Ấn Độ, quốc gia có lượng xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, vào cuối tháng 7 năm 2023 đã ra lệnh cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo tẻ thường. Sau Ấn Độ, một số quốc gia khác như Nga, UAE cũng ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực trong nước động thái của các nước nói trên đã đẩy giá gạo toàn cầu tăng chóng mặt bởi cầu đang lớn hơn cung và nhiều nước đẩy mạnh thu mua gạo để phục vụ nhu cầu trong nước theo ông hiện nay việt nam đang đứng trước một cơ hội rất tốt để gạo việt vươn xa hơn giá cao hơn các doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội thuyết phục ký hợp đồng dài hạn ký thêm các hợp đồng tương lai để xuất khẩu gạo trong năm tới với giá tương lai để đảm bảo chắc chắn đầu ra hạt gạo với giá cả hợp lý. Về nguồn cung lúa gạo cho xuất khẩu cũng như đảm bảo an ninh lương thực cho thị trường trong nước, giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Theo ông, cách chúng ta bố trí quy hoạch vùng trồng lúa rất an toàn, Cụ thể, đối với lúa phục vụ thị trường trong nước, chúng ta lấy diện tích dọc theo biên giới Campuchia, ở đây là vùng phía bắc của An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, với khoảng hơn 1,5 triệu hecta Nước ở vùng này lúc nào cũng có và không bao giờ bị nước mặn dâng lên. Như vậy, chúng ta sẽ có dư lúa ở vùng giữa biên giới Campuchia với bờ biển đồng bằng sông Cửu Long và các vùng hiện nay được canh tác 3 vụ lúa mỗi năm. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân nhấn mạnh, về mặt sản xuất nông nghiệp, chúng ta đang bố trí hợp lý để đón đầu được biến đổi khí hậu và chúng ta cũng đang chọn các giống lúa ngắn ngày để có thể canh tác 3 vụ trên một năm. Trong khi đó, Ấn Độ, Thái Lan hay Philippines sẽ không làm được như Việt Nam. Những ngày gần đây, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng mạnh và lập kỷ lục cao nhất trong 11 năm qua. Điều này đẩy giá lúa thu mua trong nước tăng cao mỗi ngày từ 50 đến 100 nghìn đồng trên 1 kg. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trên thị trường thế giới, hiện giá gạo loại 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đạt 618 USD trên 1 tấn, mức cao nhất trong 11 năm qua, thấp hơn Thái Lan 7 USD trên 1 tấn gạo 25% tấm có giá trị 589 USD trên một tấn. So với thời điểm Ấn Độ chính thức cấm xuất khẩu gạo, chỉ trong vòng nửa tháng qua, giá gạo 5% tấm và 25% tấm của Việt Nam đã tăng mạnh khoảng 85 USD trên một tấn. Đối với các dòng gạo thơm, giá xuất khẩu trung bình của gạo Việt Nam ghi nhận ở mức 690 USD trên một tấn, tăng khoảng 80 USD so với tháng trước. Tính đến hết tháng 7, Việt Nam xuất khẩu khoảng 4,83 triệu tấn gạo, trị giá 2,58 tỷ USD, tăng 18,7% về lượng và tăng 29,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 40,1 tổng sản lượng xuất khẩu trong nửa đầu năm, tiếp đến là Trung Quốc với 16% và Indonesia chiếm 11,6% tổng lượng xuất khẩu. Thị trường châu Âu tuy chỉ đạt tỷ lệ nhỏ khoảng 2%, nhưng vẫn tăng trưởng mạnh. Châu Phi chiếm 15% tổng số lượng xuất khẩu gạo, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngay khi có thông tin về lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, giá thóc gạo trong nước cũng tăng nhanh theo từng ngày trung bình mỗi ngày tăng từ 50 đến 100 đồng trên 1 kg, giá gạo nguyên liệu tại một số địa phương cũng đã tăng từ 400 đến 500 đồng trên 1 kg so với thời điểm ngày 20 tháng 7. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến năm nay cả nước gieo trồng được 7,1 triệu ha, năng suất trung bình đạt 6,07 tấn trên 1 ha, sản lượng đạt trên 43,1 triệu tấn, tăng 452.000 tấn so với năm 2022. Từ nay đến cuối năm đều không có diễn biến bất thường của thời tiết. Bộ này đánh giá sản lượng thóc sẽ đảm bảo kế hoạch trong nước và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Lượng thóc dành cho xuất khẩu trong năm tháng cuối năm dự kiến còn khoảng 2,66 đến 2,67 triệu tấn, chưa kể lượng thóc gạo nhập khẩu hàng năm từ Campuchia về để phục vụ chế biến. Tuy nhiên, hiện nguồn gạo phẩm cấp thấp từ Ấn Độ đã không còn sau lệnh cấm, nên khả năng phải bù đắp từ nguồn trong nước để dành cho sản xuất thức ăn chăn nuôi trước việc ấn độ nga và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất đưa ra lệnh cấm với lý do bình ổn giá và kiềm chế lạm phát bộ công thương nhận định khả năng một loạt nước sẽ tiếp tục đưa ra lệnh cấm xuất khẩu gạo đặc biệt là các nước sản xuất lớn như thái lan pakistan trung quốc mỹ về thông tin nhiều ý kiến cho rằng nguồn cung cấp gạo trong nước có dấu hiệu khan hiếm ông nguyễn như cường cục trưởng cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định nguồn cung cấp gạo hiện nay vẫn dồi dào ở các vùng bắc trung bộ đồng bằng sông hồng đồng bằng nam trung bộ thái bình trung du miền núi phía bắc vùng đồng bằng Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lý giải về các khó khăn trong công tác thu mua gạo của các doanh nghiệp, theo ông Cường là do không có liên kết các vùng sản xuất, nếu doanh nghiệp có vùng liên kết sản xuất thì sẽ ổn ngay, còn các doanh nghiệp xuất khẩu mà không có vùng nguyên liệu thì sẽ rất khó khăn khi tăng lượng thu mua. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần phải tạo liên kết vùng nguyên liệu để đảm bảo phát triển bền vững ngành lúa gạo, hài hòa lợi ích nông dân và doanh nghiệp. Vẫn theo ông Cường, một vấn đề khó nữa với doanh nghiệp hiện nay là có thể thiếu tiền mua và không dám mua vào thời điểm này là do giá tăng cao chứ không phải là nguồn hàng thiếu. Sau khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo, giá gạo 5% tấm và 25% tấm xuất khẩu của Việt Nam đã liên tục tăng mạnh. Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính đến ngày 4 tháng 8, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của nước ta đã vượt mức 600 USD trên 1 tấn, lên đến 618 USD trên một tấn, thu hẹp khoảng cách gạo Thái Lan chỉ còn 700 USD trên một tấn. Cùng với đó, gạo khoảng 25% tấn cũng đã lên mức 598 USD trên một tấn, bỏ xa các đối thủ cùng các khu vực là Ấn Độ, Pakistan và Thái Lan. Theo đánh giá, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2008. Trước tình trạng giá gạo tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lại kêu khó và cho rằng chỉ dám mua cầm chừng vì giá gạo có thể tăng ảo rồi có thể đột ngột hạ giá bất cứ lúc nào. Nỗi lo nhất của các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay là việc giá gạo không ngừng leo thang và điều này có thể dẫn đến giá ảo, nếu tiếp tục thu mua với số lượng lớn, doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại không kịp trở tay khi giá đi xuống. Trên thị trường bán lẻ, giá khảo sát của VTC News cho thấy Giá gạo ở các siêu thị và chợ dân sinh Hà Nội cũng đã tăng mạnh trong hai tuần qua. Theo một chủ đại lý gạo từ chợ Đại Từ quận Hoàng Mai, giá gạo nhập ở thời điểm hiện tại đã từ 10 đến 15% loại nào cũng tăng giá. Các loại gạo cao cấp như ST25 hay gạo nàng thơm hương đã tăng từ mức 2.000 đến 2.500 đồng trên 1 kg. Mức tăng này được đánh giá là thấp trong bối cảnh hiện nay, trong khi các loại giá gạo rẻ hơn lại có mức tăng cao hơn do đây là sản phẩm gạo trọng yếu về xuất khẩu. Trước tình hình giá gạo tăng nóng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký chỉ thị số 24 ngày 5 tháng 8 năm 2023 về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai đồng bộ giải pháp để đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, đẩy giá lúa gạo lên cao. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát tình hình thị trường, thương mại gạo thế giới động thái của các nước sản xuất xuất khẩu kịp thời thông tin đến các bộ ngành hiệp hội lương thực việt nam thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo để chủ động điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu gạo bảo đảm phù hợp hiệu quả người đứng đầu chính phủ cũng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn theo dõi sát diễn biến thị trường gạo khu vực thế giới tình hình sản xuất sản lượng lúa gạo trong năm để cân đối nguồn lúa gạo phục vụ nhu cầu tiêu dùng lúa gạo trong nước và xuất khẩu đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống cùng với đó phối hợp với bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường soát định hướng quy hoạch phát triển các vùng sản xuất lúa hàng hóa, đảm bảo mục tiêu sản xuất trên 43 triệu tấn lúa trên một năm trong các năm tiếp theo. Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã có văn bản gửi hỏa tốc. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phối hợp triển khai công tác bình ổn thị trường thóc gạo. Bộ trưởng Bộ Công Thương lưu ý, các doanh nghiệp tránh mua gom ồ ạt gây bất ổn thị trường, bất cân đối cung cầu cục bộ đẩy giá thóc gạo trong nước tăng bất hợp lý. <laughs>